Rồi. Thế các bạn nhìn thấy này. Đây thầy làm trên một cái nhá. Chúng ta mở ra bây giờ thầy có bài toán như này. Các em xóa những cái hộp này nó cho sẵn đi. Bao giờ người ta dùng layout mà chọn những cái kiểu layout khác nhau thì chúng ta chọn đây. Thế bây giờ thầy có một cái vấn đề là thầy sẽ làm một loạt các câu hỏi trắc nghiệm cho các bạn học sinh dưới dạng gọi là như là giáo viên đấy, khi mà chúng ta ra trường chúng ta làm. Thì, chúng ta đánh cái checkbox vào đây thì các em đánh là câu hỏi trắc nghiệm, xong lát nữa các em sẽ làm các câu hỏi trắc nghiệm theo các chủ đề các em nhé. Trắc nghiệm dành cho học sinh tiểu học cũng được, cấp 1 cũng được, thì cái gì cũng được, cấp 2 đi. Đó. Bây giờ này, đây bây giờ thầy mới đổi font chữ nhé. Chúng ta đổi font chữ để cho nó về font chữ Times New Roman. Đó, chúng ta cho đậm lên trang trí tí. Rồi, các em có thể bôi đen, các em cho đây. Đấy, rồi các em có thể sử dụng format để các em chọn những cái bài tập này cho đẹp. Thế bây giờ chúng ta sẽ làm các nút câu đố. Các bạn chọn cho thầy chữ gì, hình gì được, oval hoặc là hình chữ nhật. Đây là bộ các câu hỏi. Thì học xong cái này các em lại tìm ra một cái mới. Đấy các bạn đưa đây nhá. Đấy, giữ control kéo mặt thả như hôm trước thầy dạy đấy. Kéo mặt thả. Bây giờ chúng ta ấn control D là nó nhân đôi lên, chúng ta đặt vào đây. D D control D đấy, control D đấy nhá. Ok xong. Đây, chúng ta được một control D, bây giờ chúng ta sẽ để nó nhanh đã thầy thầy đánh chọn cái này câu 1 edit text câu 1 đấy, chúng ta làm đấy, chúng ta kéo lại ra cho nó đẹp một tí nào. Bây giờ này giữ tầm trôn này rồi giữ shift nha, đặt như này nhà đây ra cần chôn D. Chúng ta nó đi xuống thì các em đưa nó lên trên này cho nó bằng một đây. Khi nó bằng đây rồi thì chúng ta cần chôn D đi ngang shift. D tiếp. Đây. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cả lớp có nhìn thầy mở màn hình có rộng không nhỉ các em nhỉ? Chọn tắt nhá, các em kéo xuống cho thầy. Xong. Thầy đã làm xong, bây giờ chúng ta chỉ thay số thôi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Đó, các em thay như thế nhá. Rồi tương tự đây là 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 21, à, rồi tất cả các chỗ này đều tiếp tục như thế. Thì thầy làm ví dụ đến đây, còn các em tiếp tục thay số vào cho đến 100 hay là bao nhiêu cho hết các dòng. Rồi ok, xong chúng ta ghi cái này vào, ta ghi vào computer nhá, hay thầy ghi vào đây. Thầy ghi là bài tập trắc nghiệm nha. Rồi ok, đấy là ghi vào cho nó đỡ bị treo đúng không? Rồi bây giờ này, ở đây các em bắt đầu tạo cho thầy một section mới. Các em ghi là câu 1. Câu 1. Đấy. Rồi các bạn tạo new ở đây, new slide ở trong câu 1 đây. Đấy, new tiếp slide đây. Câu 1 nha, xong đến đây các bạn chọn cho thầy một cái là câu 2. Đấy, tiếp theo là câu 3. Các em tạo trước cũng được, xong rồi em thêm. Đấy. Rồi trong cái khoảng trống giữa hai câu này các em thêm slide. Đấy thì nó tự sinh ra nhá, duplicate luôn. Để cho nó thêm nhân đôi, cái này cũng nhân đôi lên luôn. Rồi, nhân đôi để làm những cái mà ở trong từng câu một. Đấy. Thế đối với câu 1. Đấy. Thì chúng ta ghi vào đây. Câu hỏi là tổng. Câu hỏi nhá, trên là chúng ta làm câu hỏi. Các bạn ghi cho thầy là tổng các góc trong một tam giác bằng bao nhiêu độ? Bằng bao nhiêu? Đó. Để chúng ta sẽ cho cái này như vậy, chúng ta cho chữ nhỏ hơn một chút nhé. Các bạn để tham lưu Roman đi. Đó, rồi các bạn cho nó màu màu đỏ. Rồi các bạn cho nhỏ lại một chút. Đó. Các bạn cho cái kích thước chữ nó trở về 24. Còn cái này các em toán nó đi. Thế câu hỏi như này, thế thì nó sẽ đưa ra các phương án trả lời. Phương án trả lời ta lại insert, ta chọn cho thầy hình chữ nhật, hình oval. Đấy. Nhá, oval này. Được chưa? Rồi bây giờ các em lại nhân xuống cho thầy một cái nữa. Em lại nhân tiếp một cái nữa, nhân tiếp một cái nữa, nó có một cái căn chỉnh như chúng ta đấy, cái khoảng cách nó bằng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ điền vào các phương án này, 190 độ, ôi giời, cố tình cho sai nhá, 120 độ, đây là 180 độ, đây là chúng ta tiếp tục cho 360 độ. Đấy. Được chưa? Rồi, đây là các phương án trả lời. Phương án 1, phương án 2, phương án 3. Rồi tại đây các em lại tiếp tục nha, chúng ta đang thiết kế tại đây. Cái này bài bài thầy dạy này là bài mở rộng cho các em. Bài ở đây nha, tại đây chúng ta sẽ vẽ một mũi tên đi về. Bách về nha. Chúng ta quay đầu về đây, quay đầu về về đây cũng quay lại nhé, chúng ta ghi chữ quay lại. Rồi edit chúng ta ghi là quay lại. Đấy, các bạn muốn format thêm cho đẹp thì các bạn có thể format save, các bạn chọn phim, các bạn chọn một cái gì đó, một cái mẫu quay lại như này, hoặc là bức tranh cho vào đây. Đấy, còn không thì các bạn để đây. Ok.
Rồi bây giờ này, thầy mới để cái này là có hai cái là đúng và sai. Ủa cái này thì chúng ta sẽ cho câu trả lời đúng và câu trả lời sai. Rồi đây cái này chúng ta thầy mới thiết kế như sau. Thầy chọn một cái hình biểu cảm. Đấy, ok chưa? Rồi, câu này chúng ta cho là edit, chúng ta cho là đúng. Đấy, phóng to lên cho thầy nhá. Đấy, màu sắc thì các bạn chọn cho màu chữ cho thầy. Chúng ta có thể về home chúng ta chọn cho nó một màu xanh. Xanh với xanh thì giống quá. Rồi, đúng đây. Ok nhá. Còn cái này chúng ta lại và insert, các bạn chèn, cứ insert là chèn một cái biểu cảm mới. Đó. Để vẽ ngoài này đã. Hai cái này thì xóa đi. Các bạn nhìn có rõ không các bạn? Cả lớp. Home phóng to lên. Shift Control và dấu lớn hơn thì nó tăng kích thước của chữ. Đấy, size chúng ta cho đây như thế này. Đúng thì chúng ta đúng ở cái này chúng ta cho nó màu một cái màu màu khác. Đúng. Sai. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ cho cái này nó chuyển động nhá. Đúng một cái thì chúng ta vào animation, các bạn chọn cho thầy một cái này đi. Đúng, ok. Thì sai. Sai thì bây giờ sang đây, ta lại nhấp vào đây là dùng chuyển động. À, hoặc là chúng ta chọn cái gì đó cho nó đẹp. À, sai, ok dùng cái này nhá. Rồi đó. Các em muốn nó chạy nhanh chạy chậm thì các bạn lại bật cái hôm trước chúng ta ra, chúng ta cho cái này nó dài ra thì là nó chạy dài thì nó lâu hơn đúng không, tương tự đây thế nhá. Đó rồi bây giờ chúng ta mới làm tiếp hai cái này là quay lại, chúng ta cho về home các em cho insert, các em chọn cho thầy hình mũi tên quay trở lại. Đấy, em vẽ lật nó lại, các em ghi cho thầy là quay về. Thầy làm rất đơn giản là thầy làm đúng về cú pháp và cái cách làm, còn các em sẽ xây dựng sáng tạo hơn, đồ họa hình ảnh đồ họa đẹp hơn. Chúng ta ghi là quay quay lại hay là back đúng không? Đấy. Ok. Copy cái này sang nha, copy sang bên đây sai ta cũng quay quay lại. Đó, ok. Rồi bây giờ các bạn nhìn thấy thầy đang làm câu 1. Câu 1, câu 2 cũng thế, câu 2 các bạn chỉ thêm một cái nữa các bạn sẽ vào câu 2. Ở dưới đây, đây câu 1 ta quay về đây. Rồi bây giờ nhá. Những cái bộ này thì ở câu 2 chúng ta tạm ấy, chúng ta đang làm câu 1. Các bạn ẩn đi cho thầy tất cả những cái này đi. Đó. Các bạn chọn cho thầy là hide size. Hide hoặc hidden, nhưng mà đây là hide là trốn. Tức là lấp đi. Đúng không? Rồi ta về một nhá. Câu 1, các bạn nhấp chuột phải cho thầy, chọn cho thầy nút có tên là hyperlink. Em nào vào cũng được, còn thầy đang giảng các em cứ yên tâm vào đây nhá, không phải lo đâu. Rồi thầy chưa điểm danh là hyperlink. Rồi ở đây nó cho một loạt các tài liệu đã có sẵn ở một thư mục, chúng ta không chọn đây mà chúng ta chọn place in this document, có nghĩa là tìm những vị trí ở trong tài liệu này. Thế chúng ta thấy ở câu 1, trong section câu 1 đúng không? Thì chúng ta thấy là slide 3 này, chữ 3 này tương ứng ở đây.
nó sẽ tương ứng ở cái hai, bây giờ nó phải chọn vào hai, tức là từ trên chọn xuống câu câu thứ hai là tổng các góc trong một tam giác bằng bao nhiêu. Ok, xong, đấy là cái chọn về nhá. Bây giờ cái về này, cái về thì các em lại trở về cái trang đầu. Đấy, thì các em về slide 1 là cái một là cái này. Là quay lại, đúng rồi, giống như chúng ta làm các trang web ấy, back back tiến lùi vân vân. Rồi đến cái phần phần đây. Bạn nếu bạn nhấp vào những cái nút nào thì nó sẽ hiện ra đúng và sai. Cái này chúng ta trở về sai nhá. Rồi cái này là cái số 4, số 4 có nghĩa là sai. Rồi những cái 5, 6 thì là tiếp của cái câu 2 đấy, kệ nó. Rồi cái này chúng ta tiếp về về câu về cái sai là mấy? 4. Đấy, hai cái cùng trở về một cái cũng được. Thế còn cái 18 này là cái đúng nhất thì chúng ta cho trở nó về về đúng, đúng có nghĩa là cái số 3. Rồi còn cái này chúng ta sẽ trở về cái sai. Cái sai là cái thứ mấy nhỉ? Cái thứ tư. Ok. Rồi bây giờ chúng ta thử nhé. Thầy dạy các em dễ hiểu không nhỉ? Cả lớp. Có hiểu không? Ồ, vẫn chưa cả lớp, chưa chưa bạn nào hiểu thầy nhỉ? Mỗi bạn Quỳnh à? Rồi bây giờ chúng ta nhé, chúng ta sẽ You are now unmuted. Rồi thì bây giờ các bạn nhìn thầy sâu nhé. Từ đầu cho đến cuối đúng không? Bây giờ thầy nhắc một câu này nhé. Cả lớp nhìn thấy này, vì nó kết nối là nhiều. Đấy. 90 độ. Ái là sai, sai nó nằm ở đây. Quay lại nhá, có nghĩa nó hiện là nó sẽ từ từ chạy ra. Vì thầy sử dụng là kết nối vào một màn hình cho nên là hai màn hình cho nên là nó sẽ không chạy cho chúng ta cái hình đám mây này. Nó quay lại. Đấy. Cái phần quay lại của thằng kia là chưa trở về. Vậy thì chúng ta mới làm được cái bước đến phần quay lại kia thôi. Vậy chúng ta phải làm hai cái này nữa. Cái này cũng phải quay lại. Quay lại là quay lại cái câu slide 2. Đấy. Để cho nó có trỏ quay lại nhé. Về cái số 2. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ view từ đây. Set up. Rồi. Ok nhá. Bạn nhìn. Câu 1 bụp đấy, 90 độ. Đấy, câu 2 quay lại. Câu 3 đúng đúng không? Quay lại câu 36 sai. Đấy, thế là chúng ta đã làm được một cái slide mà nó liên kết với nhiều đối tượng khác nhau. Đấy, gồm có đúng sai bao nhiêu. Bây giờ cả lớp đã hiểu bài của thầy chưa?
Thầy ghi dừng video để thầy tải lên YouTube luôn nhá. Xong các em ngồi các em làm cho thầy mỗi bạn một chủ đề. Có bạn thì chủ đề về địa lý, có bạn chủ đề về triết học, có bạn chủ đề về văn hóa, có bạn chủ đề về tất cả là cái gì các bạn, hoặc về phim hoặc đấy. Rồi. Alo. Cả lớp nghe thầy không? Có. Thế thầy thầy trình bày có đẹp không? Có. Bây giờ